Đây, em xin nhờ báo gắm giải quyết giùm em ha. Em đặt đế xoay trên link là 26 cm, tải được 25 kg, nhưng họ đưa em lại đế xoay này, đế xoay chỉ 25 thôi. Nó như thế này, hình hài như thế này nè, sai hoàn toàn luôn. Và lần trước cũng đặt, cũng gửi y như vậy, đặt tổng cộng là 3 lần đế 26 cm, nhưng mà chỉ gửi đúng duy nhất có một lần thôi. Hai lần này là đều sai hoàn toàn, đều cố tình gửi sản phẩm này mà mặc dù đã ghi chú rất là kỹ ha. Đây, hình hài của hai đế này, mình nhập 26, đế này nó chỉ có 49 tệ thôi, nhưng lần sau lại tăng lên 79. Còn đế 26 cm là mình nhập 80, 89 tệ, nhưng cố tình lại gửi cái này ha. Đây, khiếu nại giúp giùm em.